Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và một ngày đẹp thưa quý vị, sau cơn mưa thì chúng tôi đã có một ngày rất là đẹp tại thủ đô Washington. Sáng ngày hôm nay với những cái ánh nắng của buổi sớm mai, trong sáng với những cái áng mây rất là nhẹ nhàng, một cái cảm giác rất là thoải mái sau cơn mưa của ngày thứ hai thưa quý vị. Ngày hôm nay nhiệt độ hiện tại đang là 76 độ. Và với những cái ánh nắng này rực rỡ vào buổi trưa thì ngày hôm nay sẽ là một ngày nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 88 độ. Buổi tối thì rất là thoải mái, mát mẻ, 68 độ. Ngày mai dự đoán thời tiết thưa quý vị vẫn sẽ là một ngày nắng trong sáng vẫn nóng. Nóng hơn ngày hôm nay có thể lên tới 90 độ, buổi tối 70. Khi mà bước qua ngày thứ năm thì trở lại với những áng mây, mây mù và sẽ có mưa rải rác trong ngày thứ năm. Nhiệt độ 87 độ, cao nhất cho ngày thứ năm và buổi tối 72 độ. Những ngày còn lại trong tuần sẽ là những ngày nắng khô ráo từ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và vẫn là những ngày nóng trên 90 độ, buổi tối khoảng 70 độ cho những ngày gần cuối tuần. Một ngày thật là vui, bình an và nhiều thuận lợi sẽ đến với tất cả quý vị thính giả của NPR trước khi mà Lê Ngọc bước vào những bản tin trong ngày hôm nay với lại nhà báo Đào Trường Phúc. Ngày hôm nay thưa quý vị, sự kiện mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cũng như là truyền thông Mỹ nói đến hôm nay rất là nhiều là Tổng thống Donald Trump, ông đã phản ứng như thế nào về cái lời bình luận của đại sứ Anh. Và chắc chắn thưa quý vị, chúng ta đều biết một cái phản ứng rất là dữ dội từ Tổng thống Donald Trump. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. In the last hour, the president has been at the White House talking about the environment, making no further comment on Britain. But this was just minutes after he had provoked a major diplomatic storm by pouring scorn on Theresa May and humiliating our ambassador to Washington. The context, of course, is that Britain has spent 2.5 years courting this president, using charm and flattery from the very beginning. Quý vị vừa mới nghe trong ngày hôm qua thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ông đã nói về khí hậu nhưng cũng không quên đã tweet như thế nào thưa quý vị về cái vụ thông tin lộ rò rỉ ra thông tin ngoại giao của đại sứ Anh tại Mỹ, đó là ông Kim DeRock. Và điều này đã cho thấy cái sự rạn nứt lâu nay trong quan hệ giữa hai nước, London và Washington. Nhưng không chỉ có vậy, thưa quý vị. Tất cả những tin tức này đã được đưa ra chi tiết trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new prime minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent state visit last month, it was the Queen who I was most impressed with. The crisis in the bilateral relationship was triggered by the leaking of Sir Kim Darroch's unflattering but unsurprising analysis. He called the White House dysfunctional, warned the Foreign Office and Number 10 that the administration will remain unpredictable, and he described the Trump team, perhaps rather charitably, as diplomatically clumsy and inept. Quý vị vừa mới nghe, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông vừa mới lên tiếng chỉ trích rất là mạnh mẽ Thủ tướng của nước Anh bà Theresa May và ông Kim DeRock, đại sứ của Anh tại Mỹ, sau khi mà bị ông này gọi là người kém năng lực và làm việc bất bình thường, bất tài mà ngày hôm qua Lê Ngọc cũng đã gửi đến cho quý vị. Và cái dư âm của cái rò rỉ thông tin này, cái ảnh hưởng như thế nào thì thưa quý vị, ngay lập tức Tổng thống Donald Trump, ông đã tweet vào ngày hôm qua ngày 8 tháng 7, nguyên văn của lời Twitter của Tổng thống Donald Trump là ông đã tỏ ra rất nghiêm túc với cách mà Thủ tướng Anh bà Theresa May đàm phán Brexit và tôi đã khuyên bà ấy một đằng nhưng bà ấy lại làm một nẻo, cũng tạo ra một sự hỗn loạn và tôi không biết về đại sứ nhưng ông ấy không được ưa thích ngay tại Washington. Nước Mỹ sẽ không có quan hệ với ông ta nữa. Tin vui đó là nước Anh sắp có thủ tướng mới. Khi tôi có chuyến thăm chính thức nước Anh tuyệt vời vào tháng trước,
chỉ có nữ hoàng Anh khiến cho tôi ấn tượng. Đó chính là nguyên văn mà quý vị vừa mới nghe, mà Lệ Ngọc đã tường trình với quý vị. Cái sự phản ứng gay gắt này ngay lập tức đã được đưa ra sau khi ngay hôm ngày đầu tuần ngày 7 tháng 7, thưa quý vị, tờ Daily Mail đã dẫn một biên bản ghi nhớ của đại sứ Kim DeRock cho biết Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông sẽ sụp đổ và kết thúc trong sự nhục nhã. Ông Kim DeRock cũng chỉ trích những viên chức có một cái tư tưởng hiếu chiến trong nội các của Tổng thống Donald Trump, như điển hình ông John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia, Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và phản hồi với tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump, thì phát ngôn viên của chính quyền của nước Anh đã khẳng định rằng sự việc này là điều không may và nó không phản ảnh sự gần gũi cái quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, Thủ tướng May vẫn dành sự ủng hộ hoàn toàn cho ông đại sứ của nước Anh, đó là ông Kim DeRock, thưa quý vị. Đó là sự kiện mà trong ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe đến thường xuyên, ảnh hưởng của những cái thông tin rò rỉ từ đại sứ của nước Anh. Và nhân vật nào là cái người rò rỉ thì cũng chưa được biết chính thức, thưa quý vị. Và bước qua những bản tin liên quan đến thế giới, thì một bản tin để cho chúng ta biết sự thật đáng sợ về mạng lưới, và đây chính là mạng lưới khủng bố Al-Qaeda mà trong thời gian qua có vẻ lặng tiếng. Thưa quý vị, đây là một cái số liệu của Hội đồng của các quan hệ đối ngoại của Mỹ, và quan hệ cái cơ quan này là một tổ chức phi lợi nhuận ở ngay tại nước Mỹ. Thì theo tổ chức này, bất chấp cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Mỹ đứng đầu với mức tiêu tốn lên tới 5,9 ngàn tỷ Mỹ Kim, đã giết chết khoảng 480.000 cho đến 507.000 người và đã trừ khử được nào là có Bin Laden của Al-Qaeda, thì vẫn phát triển và lan rộng kể từ sau ngày 11 tháng 9. Mở rộng từ Afghanistan tới Bắc Phi, Đông Phi, vùng Sahel, vùng Vịnh, Trung Đông và cả Trung Á. Ở những nơi này, Al-Qaeda đã tạo dựng được một ảnh hưởng chính trị mới ở một số khu vực, thậm chí còn thay thế được chính quyền địa phương. Vậy, làm cách nào mà nhóm cực đoan với chưa đầy 100 thành viên từ vào tháng 9 của năm 2001 lại biến thành một tổ chức khủng bố xuyên quốc gia, dù đã bị quân đội số 1 trên thế giới nỗ lực tiêu diệt? Tạp chí The Conversation đã dẫn những nghiên cứu về Al-Qaeda đã chỉ ra rằng chính cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ là chất xúc tác cho sự phát triển của mạng lưới khủng bố khét tiếng này. Bin Laden và cuộc chiến chống khủng bố. Al-Qaeda đã được thành lập ở Afghanistan vào năm 1988, thì trong nhiều năm nhóm này vẫn nhỏ, vẫn yếu và không có tiếng tăm vào thời gian của năm 1988. Bin Laden đã nỗ lực tìm cách tập hợp một liên minh sức mạnh Hồi giáo để lập ra một vương quốc, một nhà nước Hồi giáo vận hành theo luật Hồi giáo khắt khe trên toàn thế giới của đạo Hồi. Và rồi đến năm 1996, quý vị biết lúc đó ông ta chỉ có 30 tín đồ trung thành mà thôi. Trong nhiều năm thì Bin Laden đã cố gắng hợp nhất với những nhóm cực đoan, trong đó có Ibn al-Khattab của Ai Cập và nhóm chiến đấu Hồi giáo ở Libya, với hy vọng sẽ tạo ra được một phong trào lớn mạnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những nhóm này lại không chấp nhận Bin Laden và cũng không có một kẻ thù chung nào để đứng vào cùng hàng ngũ. Vì vậy, Bin Laden đã thay đổi chiến lược, quyết định chọn Mỹ, nước mà hầu hết các nhóm ly khai coi là kẻ thù, làm mục tiêu chính. Đến năm 1998, thì Al-Qaeda đã phát động thành công những loạt cuộc tấn công nhắm vào các đại sứ quán Mỹ
ở Tanzania và Kenya. Tiếp tục đến năm 2000, thì nhóm Al-Qaeda này đánh bom con tàu USS Cole đang tiếp liệu ở một cảng của Yemen, đã khiến cho 17 quân nhân bị thiệt mạng. Bin Laden đã hy vọng là Mỹ sẽ phản ứng bằng một cuộc xâm lược quân sự vào thế giới Hồi giáo, dẫn tới một cuộc thánh chiến, đưa Al-Qaeda lên tuyến đầu chống những kẻ xâm lược. Sau khi các phần tử Al-Qaeda điều khiển những chiếc máy bay mà chúng đã cướp được đâm ngay vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Ngũ Giác Đài vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, giết chết gần 3.000 người, thì Bin Laden đã đạt được ý đồ. Mỹ đã xâm lược Afghanistan vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, và 18 tháng sau đó, Mỹ hành động tương tự với lại Iraq, và với cái tin tức mà tổ chức của Hội đồng những quan hệ đối ngoại của Mỹ vừa mới đưa ra cái số liệu về sự thật đáng sợ của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thì Lệ Ngọc đã gửi đến cho quý vị những cái tin tức để cho chúng ta nhớ về cái cuộc chiến chống khủng bố và Bin Laden. Và sau đó thì Al-Qaeda đã lớn mạnh sau ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Các nhóm Hồi giáo và các phần tử cực đoan ồ ạt hướng theo Bin Laden. Sau vụ 11 tháng 9, Al-Qaeda đã trở thành hạt nhân của phong trào Hồi giáo bạo lực toàn cầu, với các chi nhánh trung thành mọc lên khắp Trung Đông và châu Phi. Và cũng chính từ những sự việc vào sau ngày 11 tháng 9 mà chúng ta đã thấy có quá nhiều những người di dân đã đến từ các nước Trung Đông để mà vào các nước châu Âu rồi vào Mỹ. Cùng lúc đó thì cuộc chiến ở Afghanistan cũng đã triệt tiêu được các hoạt động cốt lõi của Al-Qaeda. Nhiều thủ lĩnh khủng bố đã bị giết chết hoặc buộc phải chạy trốn. Chính quyền của ông Bush tuyên bố tiêu diệt được 75% ban lãnh đạo của Al-Qaeda. Bin Laden cùng với các thuộc cấp tản mát trú ẩn ở những nơi hẻo lánh mà lực lượng Mỹ trên thực địa khó có thể kiểm tới. Để tránh bị Mỹ phát hiện, thì Al-Qaeda đã hạn chế liên lạc giữa những mặt trận. Ban lãnh đạo toàn cầu của tổ chức này cũng phải ẩn danh để hoạt động độc lập. Và Bin Laden đã muốn những chi nhánh vẫn tuân thủ các chiến lược cùng giá trị cốt lõi nhất định để theo đuổi mục tiêu thành lập một vương quốc Hồi giáo. Vào năm 2015, khi mà Bin Laden bị tiêu diệt, Al-Qaeda là một mạng lưới gồm các nhóm khu vực. Nhưng ngày nay, lãnh địa của chúng đã trải rộng từ Afghanistan và Pakistan cho tới Bắc Phi, Trung Đông và hơn thế nữa. Và sau đó thì lại có sự thao túng, chia rẽ giáo phái. Al-Qaeda ở tại bán đảo Ả Rập có trụ sở ở Yemen. Đó là ví dụ điển hình về các thức các nhóm thâu tóm quyền lực thiên về tính địa phương. Chiến lược này, thưa quý vị, khi mà Yemen rơi vào nội chiến từ năm 2015, khi nhóm vũ trang Houthi của người Shiite tuyên chiến chống chính phủ Hồi giáo Sunni của Yemen. Mặc dù cuộc xung đột có vẻ mang tính cách giáo phái, nhưng theo học giả Yemen Maurice Brain thì bản chất vẫn chủ yếu là về quyền lực chính trị. Và Al-Qaeda, một tổ chức khủng bố của Sunni, đã nhìn thấy được cơ hội trong chính cuộc nội chiến ở ngay tại Yemen. Và nhóm Al-Qaeda này đã tận dụng sự phân rẽ về tôn giáo, sử dụng tạp chí tiếng Ả Rập, các video tử vì đạo, thơ ca và cả những bài hát rất nổi tiếng để gây thiện cảm với người Sunni ở tại địa phương và lấy lòng các thủ lĩnh bộ lạc Sunni có ảnh hưởng ở Yemen. Và chính chiến lược này của Al-Qaeda đã tạo ra hiệu quả. Chính phủ Mỹ đã coi Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập là một trong những chi nhánh đáng sợ nhất và tinh vi nhất của Al-Qaeda. Một sự chuyển đổi tương tự từ toàn cầu sang địa phương cũng đã diễn ra với các chi nhánh của Al-Qaeda ở Somalia, Iraq và Syria. Và Al-Qaeda hiện nay giờ không còn là một tổ chức phân cấp nhận lệnh từ thủ lĩnh tối cao như thời trước đây vào ngày 11 tháng 9 nữa. Và mạng lưới này hiện tại vẫn còn mạnh
và lì lợm hơn nhiều so với thời dưới quyền chỉ đạo của Bin Laden. Và cuộc chiến chống khủng bố chính là tác nhân cho sự phát triển của Al-Qaeda thay vì tiêu diệt như là mục đích đã đề ra. Và như vậy thì, thưa quý vị, mạng lưới khủng bố trên toàn thế giới vẫn còn là một mạng lưới thật sự đáng sợ, và tình hình tại Trung Đông luôn vẫn là một lò lửa chưa được giải quyết. Và liên quan đến tình hình của Iran thì, thưa quý vị, Phó Tổng thống ông Mike Pence vừa mới lên tiếng chỉ trích rất là mạnh mẽ Iran sau khi mà những tin tức đã cho thấy là Iran thông báo đã làm giàu urani vượt qua giới hạn đề ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Và bài phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence ngay tại thủ đô Washington trong ngày hôm qua trong một cuộc gặp với nhóm Thiên Chúa Giáo ủng hộ cho Do Thái Israel. Và theo lời của ông Mike Pence, Iran gần đây đang tăng cường những hoạt động ác ý và bạo lực ở ngay tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với kinh tế của Iran và sẽ không bao giờ cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Và trước đó thì Iran cũng đã thông báo là họ đã vượt qua ngưỡng làm giàu uranium 3,67% được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó thì chính phủ của nước Pháp cũng đã dự kiến cử một viên chức cao cấp tới Iran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đã ký vào năm 2015. Giới chức từ văn phòng của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã cho biết cố vấn ngoại giao sẽ thăm Tehran vào ngày mai, ngày 9 và ngày 10 tháng 7. Và đặc phái viên này sẽ kêu gọi các lãnh đạo của Iran nên kiềm chế và nên cứu vãn thỏa thuận hạt nhân trong cái tình hình là thỏa thuận này hiện đang bị đứng trước nguy cơ đổ vỡ kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump ông đã rút vào năm ngoái. Thì mới đây trong những cuộc điện đàm giữa Tổng thống Macron và Tổng thống của Iran ông Hassan Rouhani kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thì hai nhà lãnh đạo này nhất trí cũng sẽ tìm cách để nối lại đàm phán và duy trì thỏa thuận. Và hai bên cũng đã cho biết là họ sẽ nhất trí trước ngày 15 tháng 7 sẽ cân nhắc những điều kiện nào để có thể nối lại cuộc đàm phán này. Trong khi đó thì Trung Quốc thì lại lên tiếng chỉ trích cho rằng Mỹ là nước đã bắt nạt Iran, đã tạo ra cái cuộc khủng hoảng lớn như là hiện nay. Và bất chấp cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran thì Nga vẫn tiếp tục lên tiếng là họ sẽ vẫn tiếp tục có những cái quan hệ với lại Iran. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với những giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Và sau đó Lê Ngọc sẽ trở lại với nhà báo Đào Trường Phúc. Dạ tiệc, dạ vũ và chương trình ca nhạc Sắc Hoa Màu Nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được tổ chức bởi Nguyễn Bích Duyên đây với sự góp mặt của các ca sĩ Hoàng Vũ, Như Hương cùng với bạn hữu và băng Vũ Đông Phương, MC Đào Hiếu Thảo, Hoàng Vũ. Chương trình được tổ chức vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 năm 2019 từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia 22042. Giá vé 35 Mỹ Kim, VIP 45 Mỹ Kim. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc gọi cho chị Bích Duyên ở số điện thoại 703-599-6043. Vê
Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu xe một, trang bị body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ, dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách. Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Chúng tôi là Nam Lộc và Kiều Trinh. Xin hân hạnh giới thiệu chiếc ghế Dreamwave Elite là ghế massage vật lý trị liệu robot thông minh thế hệ mới nhất đoạt giải thưởng xuất sắc tại cuộc triển lãm công nghệ toàn cầu vào đầu năm nay. Dreamwave Elite ứng dụng kỹ thuật lăn đá nóng 4 chiều, tổng hợp các chiêu thức massage độc đáo của Shiatsu Master Okabayashi lừng danh Nhật Bản. Massage tỉ mỉ, chính xác đến từng huyệt đạo, được sưởi ấm toàn thân trong tư thế không trọng lượng. Và nhất là massage lòng bàn chân, xoa nắn bắp chân, đấm bóp thắt lưng và kéo giãn vùng cổ rất là tuyệt vời. Ghế massage Dreamwave Elite được design bởi nhà tạo mẫu xe Ferrari nổi tiếng thế giới Ken Okuyama, có kiểu dáng rất là sang đẹp với hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, rất thuận tiện cho quý vị cao niên đi đứng khó khăn hoặc những ai đang đau lưng nhức mỏi. Ghế massage Dreamwave Elite được sản xuất tại Nhật Bản và được độc quyền giới thiệu tại Teletron trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Washington DC trong khu Eden, 703-237-8999. Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 và quý vị cũng có thể nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và Lê Ngọc đã có nhà báo Đào Trường Phúc. Lê Ngọc xin chào anh Phúc. Dạ, kính chào quý thính giả, chào cô Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, trước khi mà anh em chúng tôi bước vào những cái bản tin sôi nổi trong ngày hôm nay thì thưa với anh Phúc, Lê Ngọc đang thấy có hai cái tin vui, mà trước tiên thì là một cái tin vui cho những người dân ở ngay tại Hồng Kông. Thưa với anh, Lê Ngọc đang thấy là có một cái tin cho rằng là bà Carrie Lam vừa mới tuyên bố là dự luật dẫn độ những người phạm tội về Trung Quốc đã chết. Tuyên bố này vừa mới được đưa ra trong ngày hôm qua vào khoảng 10 giờ giờ địa phương, sau khi mà người dân Hồng Kông với cái sự tường trình của đài NVR thì quý vị thấy là vẫn tiếp tục có những cuộc biểu tình lớn từ giữa tháng 6 cho đến ngay cả cuối tuần qua. Thì thưa với anh Phúc, cái tin này thật sự anh nghĩ là nó sẽ có thể chấm dứt cái cuộc biểu tình hay không, hay là cái vấn đề dù là tuyên bố cái dự luật đã chấm dứt nhưng nó vẫn còn có tiếp tục những sự kiện khác thưa anh? Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi xin tường trình cùng quý thính giả cái tin mới nhất về bên Hồng Kông. Bởi chúng ta biết là giờ của Hồng Kông thì đi trước chúng ta gần một ngày, thành ra chúng ta hiểu là tin tức ở bên Hồng Kông là chúng ta vừa mới được cập nhật xong trong ngày hôm nay, trong khi ở bên Hồng Kông thì đã xảy ra rồi. Thưa quý thính giả, để vắn tắt là trả lời câu hỏi cô Lệ Ngọc là đây có thật sự là một tin vui hay không, khi mà bà Carrie Lam là đặc khu trưởng Hồng Kông, bà có tuyên bố vào ngày thứ ba
tức là giờ Hồng Kông đó, và tuyên bố là cái dự luật dẫn độ đã chết. Nguyên cái chữ bà nói được dịch ra tiếng Anh là the resolution is dead. Thì thưa quý thính giả, câu trả lời là đây chưa phải là một tin vui thật sự. Bởi vì ngay sau khi bà Carrie Lam đưa ra cái lời tuyên bố là dự luật dẫn độ đã chết đó, thì một trong những nhân vật bây giờ đang trở thành nhân vật lãnh đạo với phong trào chống dự luật dẫn độ ở Hồng Kông là anh học sinh trẻ tuổi, anh Joshua Wong, tức là anh Hoàng Chi Phong, đã lập tức lên mạng xã hội và anh viết một cái tin nhắn. Anh nói rằng là không có nên tin cái lời của bà Carrie Lam nói, và bởi vì theo như là anh Joshua Wong đó, là bà Carrie Lam nói một cách khéo léo như vậy để làm dịu cái không khí chống đối dữ dội ở Hồng Kông mà thôi. Chứ thật ra thì bà tuyên bố là dự luật đã chết thì dự luật đó không có hề chết. Bởi vì theo anh Joshua Wong là nếu mà bà thật sự muốn là cái dự luật đó chết đó, thì bà phải viện dẫn cái điều 64 ở trong cái bộ luật về quy tắc ứng xử của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Thì nếu mà bà viện dẫn cái điều 64 của cái bộ luật ứng xử đó, thì có nghĩa là bà phải chính thức rút lại cái dự luật đó, không có đưa ra thảo luận ở Hội đồng Lập pháp Hồng Kông nữa. Như vậy mới thật sự là cái đạo luật đó chết. Chứ còn nếu bà chỉ nói rằng cái dự luật đó chết mà thôi đó, thì không đúng. Bởi vì cái quy trình làm luật ở của Hội đồng Lập pháp ở Hồng Kông nó phải qua 3 giai đoạn mà. Cái giai đoạn đầu tiên là đưa ra thảo luận, rồi đến giai đoạn thứ nhì và một cuộc thảo luận thứ ba mới chính thức là một dự luật trở thành, chính thức là một dự luật để mà được ban hành. Thì bây giờ cái dự luật dẫn độ đó, theo như là anh Joshua Wong nói là nó đang được ngưng lại, và được ngưng lại bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 như chúng ta đã theo dõi tin tức chúng ta biết, tức là ngưng thảo luận. Nhưng mà bà Carrie Lam tuyên bố là dự luật đã chết, mà nếu mà tin theo lời bà thì bất cứ lúc nào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cũng có thể đem cái dự luật đó ra thảo luận trở lại ở giai đoạn thứ hai, rồi giai đoạn thứ ba, bất cứ lúc nào. Như vậy thì không thể gọi là đạo luật đã chết, mà đạo luật đó có thể được làm sống lại bất cứ lúc nào. Thì thưa quý thính giả, hiện giờ thì chúng ta hiểu là sau khi ngày 1 tháng 7 là cái trụ sở của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông bị người biểu tình tràn vào và phá tan hoang hết, thì bây giờ đang sửa chữa. Do đó, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông không có nhóm họp và tạm thời ngưng tất cả những cái buổi thảo luận, không riêng gì cho dự luật dẫn độ. Nhưng mà họ vẫn có thể họp ở một nơi khác, và nếu họ muốn thảo luận trở lại dự luật dẫn độ, họ vẫn có thể làm được như thường. Chính vì như vậy mà anh Joshua Wong đã phải báo động với mọi người là đừng nên tin cái lời bà Carrie Lam nói là dự luật đã chết. Và do đó chúng ta hiểu là các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục. Ngày Chủ nhật thì đã biểu tình rồi, và ngày thứ hai hôm qua đó là vẫn biểu tình tiếp. Và chúng ta có thể tin rằng chắc chắn những cuộc biểu tình sẽ vẫn tiếp tục tại Hồng Kông, bởi vì hai cái điều đòi hỏi của người dân Hồng Kông hoàn toàn chưa có được đáp ứng. Đòi hỏi thứ nhất là chính quyền Hồng Kông phải chính thức thu hồi cái dự luật dẫn độ đó, không có đem ra thảo luận nữa, tức là hoàn toàn thu hồi lại. Và điều đòi hỏi thứ hai là bà Carrie Lam phải từ chức. Và chúng ta biết là khi bà Carrie Lam tuyên bố là dự luật đã chết là một cách nói của bà, và bà cũng nói rằng là cái việc từ chức của tôi là một việc rất là phức tạp, mà chúng tôi hy vọng là người dân Hồng Kông sẽ dành cho chúng tôi một cơ hội thứ hai để tôi tiếp tục phục vụ người dân Hồng Kông. Tức là bà vẫn không có tuyên bố từ chức. Và chăng bà muốn tuyên bố từ chức cũng không được, bởi vì thật sự là sau khi mà 1.200 người bầu bà lên, thì bà làm đặc khu trưởng Hồng Kông, và cái chức vụ đặc khu trưởng Hồng Kông của bà đã được chuẩn thuận bởi nhà cầm quyền Trung Cộng tại Bắc Kinh. Và do đó
là nếu mà nhà cầm quyền Trung Cộng không có đồng ý cho bà từ chức thì bà có muốn từ chức cũng không từ chức được. Cái điều đó là chúng ta phải biết một cách rõ ràng. Và bây giờ thì bản tin của hãng thông tấn AFP cho biết là ít nhất là có 72 người biểu tình trước sau đã bị bắt. Và bây giờ những người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục biểu tình đòi trả tự do cho những người đó và lập lại những đòi hỏi của bà. Do đó, thưa quý khán giả, chúng ta có thể tin rằng là cái lời tuyên bố của bà Carrie Lam hoàn toàn không có làm dịu được cái làn sóng chống đối của dân chúng Hồng Kông, và chắc chắn những cuộc biểu tình sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới. Dạ vâng, quý vị vừa mới nghe anh Phúc tường trình là cái làn sóng chống đối của người dân tại Hồng Kông vẫn tiếp tục, thưa quý vị. Trong khi đó thì hãng thông tấn Reuters cũng trích dẫn cái lời của bà Carrie Lam lên tiếng là bà hoàn toàn hiểu những cái phản ứng của chính phủ Hồng Kông có thể không đáp lại cái điều mong muốn của người dân, và đặc biệt là những người biểu tình, những người đã xuống đường nhiều lần để bày tỏ quan điểm. Và bà chỉ muốn nhắc lại, đây là sự cân nhắc của chính phủ về các mối quan tâm cũng như là các yếu tố khác để có thể đi đến một kết luận. Và phản ứng của chính phủ là một biện pháp thiết thực để cho tất cả mọi người chúng ta tiến lên phía trước. Thành thử bà cũng đưa ra là bà nói đến một cái lời mong muốn chân thành của bà là hãy cho bà một cơ hội, thời gian, không gian để bà có thể đưa Hồng Kông ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay và cố gắng cải thiện tình hình thực tế. Thì chúng ta cũng hãy chờ xem, và anh Phúc và NVR cũng sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị. Và một cái tin khác mà của nước Mỹ, thưa với lại anh Phúc, nó cũng mang đến một cái hình ảnh, một cái tin tức tích cực vui về đội nữ Hoa Kỳ lần thứ tư đã lại chiếm giải vô địch thế giới World Cup thứ 19. Thì Lê Ngọc được biết là ngày mai sẽ có một cuộc diễn hành ở tại New York để đón mừng. Thì anh Phúc có tin tức cập nhật để mà gửi đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu nói về tin đội tuyển nữ của Hoa Kỳ đã lập một thành tích đặc biệt là đoạt World Cup, Women's World Cup lần thứ tư. Chưa có một cái đội tuyển nào khác mà đạt được cái thành tích lớn đến như vậy. Thì thưa quý thính giả, đây quả thật là một tin vui. Và chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai tại New York sẽ diễn ra một cuộc diễn hành rất là lớn để mà chào mừng đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ từ Pháp trở về. Họ từ Pháp trở về ngày hôm qua, và đến ngày mai thứ tư thì quý thính giả sẽ thấy một cuộc diễn hành để mà chào mừng các nữ cầu thủ của Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng xin vắn tắt tường trình thêm cùng quý thính giả về cái thành tích này. Thưa quý thính giả, những vị mà hâm mộ túc cầu thì đã theo dõi trận này một cách chi tiết rồi, từ đầu đến cuối hơn 90 phút tranh tài, và kết quả là chúng ta biết là đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thắng 2-0, và đội tuyển Hà Lan ngày hôm qua đó là cùng với lại đội tuyển Hoa Kỳ là đã cùng trở về nước. Và sau đó thì chúng ta biết là cái lễ chào cúp vàng và những huy chương đã diễn ra tại sân vận động Lyon. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin nói thêm một chút xíu là cái kỷ lục mà chúng ta vừa nói tới đó, tức là đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã 4 lần đoạt World Cup, cúp vô địch thế giới, là những năm 91, 95, 2015 và 2019. Đó là một thành tích lớn. Ngoài ra thì những kỷ lục khác mà chúng ta nên ghi nhận là những kỷ lục như thế này. Thí dụ, thưa quý khán giả, đội tuyển nữ Hoa Kỳ là đội tuyển thứ nhì, sau đội tuyển Đức thì đội tuyển Mỹ là đội tuyển thứ nhì, đã 2 kỳ World Cup liên tiếp đoạt cúp vô địch. Tức là 2015 và 2019. Thì cũng nhờ kỷ lục đó cho nên bà huấn luyện viên Chu Ellis, bà trở thành là huấn luyện viên đầu tiên đoạt liên tiếp 2 cúp vô địch thế giới. Cũng chưa có huấn luyện viên nữ nào mà đoạt được cái vinh dự như vậy. Ngoài ra thì hội tuyển nữ của Hoa Kỳ là hội tuyển đã đá lọt lưới đối thủ nhiều nhất trong cái giải
vô địch túc cầu nữ toàn thế giới, tức là đã đá lọt lưới đối thủ và lập nên 26 bàn thắng. Đó là cái kỷ lục mới. Hồi năm 1991 thì cái kỷ lục trước đó là 25 bàn thắng. Và đến bây giờ là chính đội tuyển Hoa Kỳ đã phá cái kỷ lục này với 26 bàn thắng. Một cái kỷ lục nữa là đội tuyển nữ Hoa Kỳ là một đội tuyển mà từ năm 2011 tới nay, qua 14 trận tranh tài tại hai kỳ Women's World Cup, thì đội tuyển nữ Hoa Kỳ chưa từng thua một trận nào cả. Đấu 14 trận thì 13 trận thắng và một trận hòa. Riêng năm nay thì chúng ta biết là từ vòng bảng qua vòng 16 đến tứ kết, bán kết, chung kết là đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã lần lượt thắng 7 đội tuyển, tức là Thái Lan, Chile, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Anh và cuối cùng là Hà Lan. Một kỷ lục cá nhân là kỷ lục về cầu thủ lớn tuổi nhất mà ghi bàn thắng ở trong giải vô địch thế giới, đó là cô Megan Rapinoe. Năm nay cô 34 tuổi và cô ghi bàn thắng trong trận chung kết của Women's World Cup. Và chúng ta ghi nhận thêm là cái buổi phát giải thưởng hồi hôm Chủ nhật vừa rồi đó là phát giải gồm có cái cúp vô địch phải không ạ, và 8 giải cá nhân, 1 giải toàn đội và các huy chương vàng và các huy chương bạc, phát cho 5 trọng tài cùng với lại những nữ cầu thủ của hai đội tuyển tranh chung kết, là đội tuyển thắng là đội tuyển Mỹ lãnh huy chương vàng, đội tuyển về nhì là đội tuyển Hà Lan là lãnh huy chương bạc. Thì ai phát những giải thưởng này thì thưa quý khán giả là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Chủ tịch Gianni Infantino của Liên đoàn Túc cầu Thế giới, tức là FIFA, đã cùng các giới chức FIFA phát các giải thưởng và các huy chương này. Thì giờ về các giải thưởng cá nhân thì chúng ta ghi nhận rất là vắn tắt là nó có 8 giải cá nhân. Thưa quý khán giả, cái giải trái banh vàng, tức là Golden Ball đó, là cầu thủ xuất sắc nhất của cả cái giải đó. Giải trái banh vàng Golden Ball và cái giải chiếc giày vàng, tức là Golden Boot, là cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Thì cả hai cái giải cá nhân này là được về tay cô Megan Rapinoe của Hoa Kỳ. Cái giải trái banh bạc, tức là Silver Ball, là dành cho cầu thủ xuất sắc thứ nhì của Women's World Cup năm nay, thì giải trái banh bạc là Silver Ball được trao về tay cô Lucy Bronze của Anh Quốc. Tuy nhiên đội tuyển Anh đã rời nước Pháp để về nước rồi. Giải trái banh đồng, tức là Bronze Ball, là cầu thủ xuất sắc thứ ba của toàn giải Women's World Cup là được trao cho cô Rose Lavelle của Hoa Kỳ. Giải chiếc giày bạc, tức là Silver Boot, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ nhì, thì cũng được trao cho một cầu thủ Hoa Kỳ là cô Alex Morgan. Giải chiếc giày đồng, tức là Bronze Boot, là dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ ba, thì được trao về cô Ellen White của đội tuyển Anh Quốc. Và giải chiếc găng tay vàng, tức là Golden Glove của FIFA, là dành cho thủ môn xuất sắc nhất của toàn giải Women's World Cup năm nay, thì được trao về tay cô Sarah Van Vinendel, là thủ môn của đội tuyển Hà Lan. Giải nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, tức là FIFA Young Player Award, thì được trao về cho cô Julia Wynn. Cô Wynn là năm nay 20 tuổi, là một nữ cầu thủ của đội tuyển Đức Quốc. Và cuối cùng thì chúng ta biết là cái giải mà toàn đội thi đấu công bằng nhất, là một giải mà bao giờ trong các giải vô địch thế giới của FIFA cũng có cái giải này, gọi là FIFA Fair Play Award. Thì cái giải toàn đội thi đấu công bằng nhất thì được trao cho Pháp Quốc, tức là đội tuyển chủ nhà của Women's World Cup năm nay.
Và chúng ta cũng biết thêm là các nữ cầu thủ của Thụy Điển sau khi mà đã thắng đội tuyển Anh ở trong trận tranh hạng 3 thì ngày thứ Bảy vừa rồi cũng đã được lãnh các huy chương đồng, tức là giải thứ 3 của Women's World Cup. Thưa quý thính giả, ngoài những cái thành tích, những cái kỷ lục vừa rồi đó, thì chúng ta thấy là Women's World Cup năm nay nó có hai cái điều mà cũng đáng ghi nhận, là sau khi các nữ cầu thủ Hoa Kỳ mà đoạt một thành tích chưa ai đoạt được đó, tức là đoạt cúp vô địch thế giới lần thứ 4, thì chúng ta biết là khi mà trận đấu sắp kết thúc thì cả cầu trường ở Lyon ở nước Pháp đã vang lên những cái tiếng la, không phải là chỉ có hoan hô cái việc mà các nữ cầu thủ Hoa Kỳ đã đá lọt lưới cái bàn thứ hai và nâng tỷ số lên 2-0, mà cái lời hô vang ở trong cầu trường mà quý khán giả coi TV đều nghe thấy, tức là khán giả hô equal play, equal pay, thưa quý khán giả, tức là phải trả tiền đồng đều, tức là lời đòi hỏi của khán giả theo dõi cái trận chung kết Women's World Cup, là họ đòi hỏi rằng các nữ cầu thủ của Hoa Kỳ đại diện cho quốc gia đi tranh các giải thế giới và bây giờ lập được một thành tích lớn chưa từng thấy, những nữ cầu thủ đó phải được trả tiền lương ngang bằng với tiền lương dành cho các nam cầu thủ của Hoa Kỳ. Đó là lời đòi hỏi của khán giả vang rộng trong cầu trường. Và điều này nó cũng tương đồng với lại cái việc mà chúng ta biết là Liên đoàn túc cầu nữ của Hoa Kỳ trong bao nhiêu năm nay đã vẫn tranh đấu để mà san bằng cái sự cách biệt về lương bổng giữa họ với lại các nam cầu thủ của Hoa Kỳ, và họ đã phải kiện Liên đoàn túc cầu Hoa Kỳ ra tòa ra, bởi vì có sự kỳ thị đối xử đối với họ. Và bây giờ thì thưa quý khán giả, chúng ta sẽ chờ đợi thử xem là cái vụ kiện đi đến đâu và cái áp lực của khán giả, của giới hâm mộ đối với Liên đoàn túc cầu Hoa Kỳ có đưa đến cái việc là các cô gái đại diện cho nước Mỹ để đi tranh giải vô địch thế giới đó, có thể sẽ được tăng lương để ngang bằng với các nam cầu thủ hay không. Điều này thì chưa ai có thể biết được. Và chúng ta hiểu là cho đến giờ này, cái số tiền mà FIFA trả cho các nữ cầu thủ Hoa Kỳ sau khi mà thắng trận chung kết đó, thì chúng ta thấy là cái số tiền đó là $4 triệu, có số tiền đó có thể sẽ lên nữa sau khi các nhà hảo tâm đồng ý là tặng thêm để mà tăng cái phần thưởng này. Và dù là 4 triệu hay là 6 triệu tùy theo các bản tin cập nhật, thì chúng ta biết rằng cái số tiền đó vẫn chưa thua gì với cái số tiền mấy chục triệu, tức là 38 triệu mà có thể là các đội tuyển nam đó khi mà đoạt World Cup là lãnh được. Cái bằng chứng là mới nhất trong cái kỳ World Cup mà đội tuyển Pháp đã thắng đó, thì đội tuyển nam của nước Pháp đã lãnh tới $38 triệu. Đó. Thưa quý khán giả, cái chuyện thứ hai là câu hỏi mà nhiều người bây giờ đang đặt ra đó. Sau khi mà ngày mai ở New York sẽ có cuộc diễn hành để mà chào mừng đoàn tuyển thủ nữ của Hoa Kỳ trở về từ nước Pháp, thì câu hỏi kế tiếp được đặt ra là, như quý thính giả đã biết, là cô Megan Rapinoe, thủ quân của đội tuyển nữ Hoa Kỳ, đã công khai tuyên bố là cô sẽ từ chối không có đến Tòa Bạch Ốc nếu mà có được mời. Và chúng ta biết là sau khi lời qua tiếng lại giữa cô Megan Rapinoe và Tổng thống Trump ở trên mạng xã hội, thì bây giờ là sau khi mà trận chung kết vừa kết thúc ở bên Pháp, thì Tổng thống Trump đã viết cái lời tin nhắn ở trên mạng xã hội bày tỏ lời khen ngợi đội tuyển nữ Hoa Kỳ và không có đề cập gì đến cái chuyện mời hay là không mời các cô gái Mỹ đến Tòa Bạch Ốc để mà được khen thưởng sau khi đoạt cúp vô địch thế giới. Trong khi đó thì
chúng ta biết là về phía Quốc hội thì ít nhất là có hai lời mời đã được đặt ra. Thứ nhất là Chủ tịch Hạ viện là nữ dân biểu Nancy Pelosi đã đặt lời mời mời các nữ cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ đến Quốc hội để mà chào mừng và vinh danh họ. Và trưởng khối thiểu số tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cũng đưa ra lời khen ngợi đội tuyển nữ Hoa Kỳ và cũng đề nghị là Thượng viện là nên cứu xét cái chuyện là làm một dự luật để mà yêu cầu Liên đoàn Túc cầu Hoa Kỳ phải cải thiện cái số lương trả cho các nữ cầu thủ của Hoa Kỳ, đồng thời là mời các nữ cầu thủ Hoa Kỳ đến Thượng viện Hoa Kỳ. Và chúng ta biết là với cái lời mời của cả hai nhân vật lãnh đạo khối thiểu số ở Thượng viện và khối đa số tại Hạ viện của Đảng Dân Chủ, thì chúng ta biết là cô Megan Rapinoe ngày hôm qua khi mà đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ bước xuống máy bay tại Newark ở New Jersey đó, thì báo chí phỏng vấn và cô đã có trả lời là nếu mà Quốc hội, tức là Hạ viện và Thượng viện có đạt lời mời thì chúng tôi rất vui lòng đến Quốc hội Hoa Kỳ để mà gặp các nhà dân đại diện dân cử của Hạ viện và Thượng viện. Thành ra chúng ta biết là sau cái buổi diễn hành ngày mai ở New York thì có thể là sẽ có sự xuất hiện của các nữ cầu thủ ở trong đội tuyển nữ Hoa Kỳ tại Quốc hội Hoa Kỳ chứ không phải là tại Tòa Bạch Ốc. Đó là những tin tức mới nhất mà chúng ta ghi nhận liên quan đến cái thành tích lớn nhất của các nữ cầu thủ Hoa Kỳ đoạt cúp vô địch World Cup lần thứ tư. Wow, sự tường trình của anh Phúc đã làm cho quý vị thính giả Lê Ngọc thấy ở bên Maryland nha, thưa với anh, giơ tay lên nhưng mà còn nói anh hấp dẫn hơn trong cái điều thứ hai mà anh vừa mới gửi đến về cô Megan từ chối không tới tòa Bạch Ốc nữa. Wow, thì ngày mai đó chúng tôi sẽ theo dõi xem coi cái sự kiện sau cái cuộc diễn hành ở tại New York rồi sẽ đến Quốc hội và cái chuyện xảy ra ở Tòa Bạch Ốc sẽ có hay không nữa thưa quý vị, và đặc biệt là Tổng thống Donald Trump có lên tiếng hay không. Nhưng mà theo anh Phúc thì cho tới ngày hôm nay Tổng thống Trump chưa lên tiếng mời, nhưng mà có một cái sự thay đổi nào hay không thưa anh? Dạ, chúng tôi thấy là báo chí có phỏng vấn Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc trước khi ông đi lên đường để đi công việc đó, thì báo chí phỏng vấn về cái tin vui là đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã đoạt World Cup lần thứ tư, và hỏi ông về hai điều là có mời họ đến Tòa Bạch Ốc hay không, và ông có ý kiến như thế nào về cái dư luận bây giờ là giới hâm mộ yêu cầu là phải tăng lương cho các nữ cầu thủ ngang bằng với lại các nam cầu thủ. Thì Tổng thống Trump nói là ông còn đang suy nghĩ, chưa có ý kiến gì về cái chuyện mời hay không mời. Và ông cũng nói rằng là ông cũng sẽ phải nghiên cứu lại để xem là cái đòi hỏi tăng lương của các nữ cầu thủ Hoa Kỳ là có chính đáng hay không. Bởi vì cái chuyện mà Liên đoàn Túc cầu Hoa Kỳ sẽ quyết định nâng cái mức lương của nữ cầu thủ Hoa Kỳ mà nếu gọi là ngang bằng với mức lương của các nam cầu thủ đó, thì ít nhất là về cái số lượng khán giả theo dõi các trận cầu của các trận cầu diễn ra ở trong Liên đoàn Túc cầu Hoa Kỳ giữa nam và nữ có ngang bằng nhau hay không cái đã. Bây giờ thì chúng ta hiểu là túc cầu dù sao, tức là soccer đó, gọi theo cách ở Mỹ đó, vẫn không phải là môn thể thao được yêu chuộng nhất ở trên nước Mỹ. Soccer vẫn còn đứng dưới các bộ môn thể thao gọi là truyền thống của nước Mỹ, như là chúng ta biết là football và baseball. Cho nên các cái gọi là cái thành tích về số lượng khán giả đi coi các trận đấu túc cầu của các cô gái Mỹ thì mặc dù là đã tăng lên rất nhiều trong những năm vừa qua, nhưng mà thật sự
nói chung cả nam lẫn nữ thì chưa phải là cái số lượng khán giả đông đảo lắm và chưa mang lại một cái thu nhập lớn lắm cho Liên đoàn Túc Cầu Hoa Kỳ nói chung. Thành ra cái thành công của các nữ cầu thủ Hoa Kỳ quả là đem lại một vinh dự cho cả đất nước khi mà đoạt được cái cúp vô địch thế giới hoặc là đoạt được những huy chương vàng tại Thế vận hội. Nhưng mà trên thực tế điều đó sẽ còn phải chờ đợi thử xem là cái bộ môn túc cầu đó có trở thành một bộ môn thể thao phổ thông và mang lại cái lợi tức, cái thu nhập lớn cho cái tổ chức Liên đoàn Túc Cầu Hoa Kỳ hay không. Đó cũng vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Thì thưa quý khán giả, chúng ta tạm ghi nhận những sự kiện cho đến giờ phút này và chúng ta hiểu là về phía chính phủ Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là đã có lời mời chính thức các nữ cầu thủ Hoa Kỳ đến Quốc hội, tức là đến Hạ viện và đến Thượng viện, nhưng mà chúng ta chưa thấy cái lời mời chính thức nào từ phía Tòa Bạch Ốc, coi như là Tổng thống Trump không có tỏ một cái thái độ nào rõ rệt cả, thì chúng ta chỉ có ghi nhận những sự kiện cho đến mức đó mà thôi. Dạ vâng, Lê Ngọc xin chuyển qua một cái sự kiện khác nữa thưa quý vị, đó là liên quan đến những người di cư trái phép mà đa số chúng ta biết đều là những người Trung Mỹ, họ có những cái quốc tịch như là Guatemala, Honduras và El Salvador. Thì thưa với anh Phúc, Lê Ngọc nhận được những cái tin là ngay cả Ngũ Giác Đài cũng cho biết là Bộ An ninh Nội địa của Mỹ, tức là DHS, đã đề nghị tăng cường cho tới 1.000 binh sĩ để giúp ứng phó với cái làn sóng những người di dân ở tiểu bang Texas, trong cái tình hình mà chúng ta thấy có quá nhiều những cái thông tin chỉ trích những cái tình trạng quá tải tại những trại tạm giữ những người di cư này. Thì trong khi đó ở bên phía Mexico, dưới cái sức ép của chính phủ của Tổng thống Donald Trump, thì cũng có một cái tin đưa ra là Mexico trong cái nỗ lực để ngăn chặn cái dòng người di dân trái phép này, thì Mexico đã dùng một cái biện pháp, đó là quét những cái tier X thưa quý vị, để mà phát hiện và họ đã bắt giữ được tới trên 200 những người di dân đang tìm cách để trốn vào Mỹ. Rồi trước đây thì chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị thính giả những cái tin tức là Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua một cái số tiền lên tới 4,5 tỷ Mỹ Kim để giải quyết vấn đề di dân qua biên giới với Mexico mà Tổng thống Donald Trump ông cũng đã ký. Thì với tất cả những cái sự việc như vậy, anh nghĩ là cái vấn đề di dân ở tại biên giới giữa Mỹ và Mexico sẽ giải quyết được trong một cái thời gian ngắn hay không thưa anh? Dạ thưa quý thính giả, thời gian ngắn thì chúng ta khó có thể nói rằng cái vấn đề di dân sẽ được giải quyết trong một thời gian ngắn. Chắc quý thính giả cũng đồng ý với chúng tôi là vấn đề di dân là một vấn đề phức tạp lắm, và chắc chắn đây sẽ là một trong những đề tài chính trong cái cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2020. Chắc chắn là như vậy. Cho đến giờ phút này thì một vài cái chuyển biến đã được ghi nhận. Thí dụ như quý thính giả, chúng ta trở ngược lại với hồi ngày 7 tháng 6 đó. Là thưa quý thính giả, là như quý thính giả đã biết là Tổng thống Trump đã đưa ra một cái lời đe dọa là nếu mà chính phủ Mexico mà không có một thực hiện một cái biện pháp cụ thể để mà ngăn chặn cái làn sóng di dân từ các quốc gia Trung Mỹ tràn qua biên giới Mexico để mà tiến lên biên giới Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump sẽ áp đặt cái mức thuế quan ở trên các mặt hàng xuất cảng của Mexico sang Mỹ, và do đó là Mexico đã có một cái lời cam kết là sẽ dùng lực lượng an ninh để mà ngăn chặn cái làn sóng di dân mà bất hợp pháp đi qua biên giới Mexico rồi từ đó đi lên biên giới Mỹ. Và Mexico quả thật là có thi hành cái điều này một cách cụ thể, là chúng ta biết là chính phủ Mexico đã bổ nhiệm một nhân vật mới để mà lãnh đạo cơ quan di trú của Mexico. Đó là ông Francisco Garduno. Ông đã được bổ nhiệm cách đây vài tuần lễ. Và sau khi mà ông trở thành
nhân vật lãnh đạo cơ quan di trú, thì ông Garduno đã tung ra một chiến dịch nhiều vụ bắt giữ liên tiếp ở vùng biên giới, tức là biên giới giữa Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, thí dụ như Guatemala là chính đấy. Và sau đó là như cô Lệ Ngọc vừa tường trình cùng quý thính giả là chính phủ Mexico đã dùng cái máy scan, một cái máy khổng lồ dùng X-ray để mà phát giác những cái xe vận tải, mà vận tải thương mại đã chở hàng thương mại nhưng mà giấu người di dân ở trong đó để mà vượt qua biên giới. Thì với cái máy scan khổng lồ này, tia X-ray đã phát giác được những cái xe tải mà chở di dân. Thí dụ như mới đây nhất là chúng ta biết là ngày Chủ nhật là vừa qua 17 tháng 7 là đã phát giác một chiếc xe tải chở tới 800 di dân trong đó. Rồi một cái xe vận tải chở di dân qua cái tiểu bang Chiapas của Mexico là mới ngày hôm qua thứ hai thì đã bị phát giác trong cái xe vận tải chở đồ, chở hàng hóa đi qua tiểu lãnh thổ Mexico đó, thì đã giấu trong đó 228 người di dân lậu. Thì chúng ta biết là như vậy là Mexico quả thật là đã tung ra một chiến dịch bố ráp ở biên giới, ít nhất là cũng chứng tỏ là những chiến dịch bố ráp này rõ ràng là để ngăn cái làn sóng những người di dân từ Trung Mỹ mà di dân lậu qua lãnh thổ Mexico. Và như vậy thì chúng ta hiểu là ngoài cái việc là tăng cường Mexico tăng cường binh sĩ tới vùng biên giới và họ còn áp dụng thêm những cái kỹ thuật tân tiến, thí dụ như là cái máy scan X-ray khổng lồ đó để mà họ phát giác những chiếc xe tải chở người qua. Và theo như là Ngoại trưởng Mexico là ông Marcelo Ebrard, ông có tuyên bố là chúng tôi sẽ tiếp tục cái chiến dịch này nữa và chúng tôi tung cái chiến dịch này ra là để chúng tôi chặn đứng hoạt động của những tay gọi là buôn người đó, tức là human trafficking, rõ ràng là buôn người qua biên giới bằng cách là giấu giếm những người đi lậu để mà vào lãnh thổ Mexico. Đó là một nhu cầu của đất nước chúng tôi. Bên cạnh đó là cái sự thi hành cái thỏa ước giữa Mexico và Hoa Kỳ, cho nên những chiến dịch bố ráp sẽ được tiếp tục trong những ngày sắp tới. Và có thể là nhờ đó mà chúng ta thấy cái làn sóng di dân lậu mà từ các quốc gia Trung Mỹ như cô Lệ Ngọc vừa nhắc cùng quý thính giả đó, tràn vào biên giới Mexico đó, có thể là cái làn sóng này ít nhất là cũng sẽ được ngăn chặn lại đến một mức độ nào đó. Và như vậy thì cái áp lực của di dân đối với Mexico và sau đó là đối với Hoa Kỳ có thể sẽ được giảm bớt. Và chúng ta hy vọng là điều đó sẽ được thực hiện, mặc dù là không ngay tức khắc nhưng mà dần dà có thể giải quyết một phần nào. Và như vậy thì cũng đỡ cái áp lực cho chính phủ Hoa Kỳ về mặt di dân. Bởi vì hiện giờ tình trạng di dân là chúng ta hiểu là nó phức tạp quá sức và nó đưa đến những cái dư luận rất là nặng nề về cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ để mà đối xử với các di dân đã đi tới biên giới Hoa Kỳ và nộp đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Thì áp lực nó lớn như thế nào? Có thể chúng ta sẽ nói thêm về cái vấn đề này khi mà chúng ta bước vào cái phần tin tức thời sự của Hoa Kỳ. Vậy thì chúng tôi xin tạm thời trở lại với cô Lê Ngọc.